giám đốc là các cán bộ của văn phòng đại diện đã có mặt đầy đủ rồi ạ. Tốt, tốt, tốt. Lần này tôi vào dự hội nghị. Dạ. Có dẫn một đoàn các cán bộ của tổng ngoài Bắc vào đây. Dạ. Các bạn làm quen với nhau đi. Vâng. Tôi là trưởng phòng marketing ý tưởng của tổng công ty. Dạ. Trần Trường. Dạ. Rất hân hạnh được biết anh. Em là Hoàng Long, trưởng phòng chi nhánh khu vực miền Nam. Rồi, chào bạn. Chào mọi người, tên tôi là Hoàng. Tôi phụ trách mảng marketing ý tưởng nuôi. Xin chào mọi người, mình là Ca. Mình phụ trách mảng giao lưu và phối kết hợp. Đọc tắt lại cũng được. Bắt tay. Rất hân hạnh được biết đến các anh ạ. Thưa sếp, thưa các anh, đây là Bá Đức, phó phòng, người sẽ theo sát và sát cánh cùng với các anh trong chuyến đi công tác tại nơi này. Còn đây là... Em là Quỳnh Giao, chịu trách nhiệm bên khâu marketing ngoại. Còn em là Thúy Quỳnh, chịu trách nhiệm marketing nội. Như vậy là các bạn đã làm quen với nhau nhỉ? Dạ. Bây giờ chúng ta vào việc nhá. Dạ. Anh Trần Dược, anh có ý kiến gì không? Thưa các bạn, như các bạn đã biết ý, sắp tới công ty chúng ta là có một cái dự án rất là to rồi các bạn. Thế nên là tôi rất lo lắng là không hiểu là tình hình các bạn ở chi nhánh trong này có gặp khó khăn gì không. Nếu mà các bạn gặp khó khăn về mặt nhân sự thì công ty và bản thân phòng marketing chúng tôi sẽ cử người vào giúp các đồng chí này. Thưa giám đốc, thưa các anh, là bên tụi em cũng đã có nghiên cứu về vấn đề này. Và tụi em tự cảm thấy là tụi em có thể đảm nhận được công việc này. Và nếu cần sự giúp đỡ thêm thì tụi em sẽ xin ý kiến từ công ty để bên ngoài đó cử người vào giúp đỡ tụi em. Dạ. Thế còn cái dự án Casia các đồng chí triển khai đâu? Dạ, thưa anh Quỳnh Giao. Dạ, thưa anh, thưa giám đốc. Theo mà dự án KCA 19 bên em đã hoàn thành rất là tốt. Nếu mà các anh muốn xem lại á, thì sau cuộc họp này tụi em sẽ gửi cho anh xem để anh đưa ra ý kiến. À, cô Quỳnh Giao này. Dạ. Cái ý tưởng ấy mình đưa sang cho đối tác ấy thì người ta trả lời như nào? À, đối tác trả lời là họ rất là hài lòng về ý tưởng đó. Thế còn bao giờ họ sẽ chuyển lại cho mình? À, họ có nói với em là sau 5 giờ chiều nay họ sẽ chuyển bằng văn bản cho mình. Thế bao giờ họ chuyển hợp đồng sang cho ta? Theo dự kiến thì 5 giờ chiều nay họ sẽ chuyển hợp đồng chúng ta qua đường văn bản. Dạ, em xin chào tất cả các đại ca. Dạ, trời ơi, em rất là vui tại vì đây là ngày đầu tiên em được đi làm. Dạ, em xin mời, dạ nhân ngày đầu tiên em đi làm, em xin mời mọi người uống rượu với em. Và chỗ đó uống rượu thì em xin được phục vụ một bài hát văn nghệ. Dạ, tại hồi đó giờ em chỉ biết hát cải lương thôi, bây giờ em xin phục vụ văn nghệ cho mấy đại ca ở đây. Dạ. Chị hai ơi, ly rượu nửa bầu dừa chân đầy gọt đắng. Thì thấp thoáng cho sông bên nghe tiếng đàn giao đồng quân dừa mới sông. Chị hát vô đá đào sông quá. Hay lắm, hay lắm. Rồi, hát anh thế rồi, anh đuổi sao vậy? Dạ, tên này thế nào nhỉ? Dạ, báo cáo giám đốc. Dạ, cô ấy là nhân viên mới, tụi em thuê vô làm công nhân vệ sinh ạ. Dạ, xin lỗi giám đốc. Xin lỗi giám đốc mà. Sếp bây giờ các bạn, phát một cái bắt đầu chúng ngồi này cho các bạn. Tôi ngồi lại đây.